Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Đại Computer. Đã bao giờ các bạn nghĩ là những bộ PC nó sử dụng đến 2 CPU, mà CPU nào nó cũng đắt đến tận vài chục triệu hay là cả trăm triệu, thì nó được sử dụng để làm gì? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt, thì hãy tới ngay Hạt Đại Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạt Đại Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Trong video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá một bộ PC nó có mức giá đến gần 200 triệu. Nó sử dụng 2 CPU Xeon Gold 6136, mỗi CPU là 12 nhân, 2 CPU là 24 nhân và 48 luồng xử lý. Nó cộng với cả xung nhịp rất là cao so với cả những vi xử lý Xeon khác. Trước đây có thể các bạn đã biết tới những vi xử lý Xeon như là E5 V1, V2, V3 hay là V4. Nhưng mà vào năm 2017 thì Intel đã đổi tên dòng vi xử lý Xeon. Nó kèm theo với những tên mã như là Platinum, rồi là Gold, hay là Silver và Bronze. Nó thuộc dòng CPU Xeon Scalable của Intel. Và với việc phân cấp như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn với cả nhiều đối tượng người dùng khác nhau, cũng như là những nhu cầu khác nhau mà các bạn cần sử dụng đến. Với dòng Xeon Platinum, các bạn sẽ có lượng nhân rất lớn, đa phần nó sẽ từ 24 cho đến 28 nhân xử lý. Khi các bạn chạy 2 CPU, nó có thể lên đến là 56 nhân xử lý và nhân đôi lên nữa là 128 luôn. Nó cho khả năng render rất tốt, và nếu như các bạn đang cần render một dự án lớn hay là các bạn cần render thời gian dài mà các bạn cần sự bền bỉ thì Xeon Platinum nó là một sự lựa chọn rất là đáng cho các bạn. Nhưng mà để đánh đổi lại sự ổn định và hiệu năng cao thì với Xeon Platinum các bạn có rất là nhiều nhân. Thì đánh đổi lấy sự ổn định thì các bạn sẽ phải có xung thấp, thế nên là với dòng Platinum xung của nó sẽ không được cao lắm. Như các bạn có thể thấy, đa phần xung nhịp của nó sẽ chỉ xoay quanh mức là 2.5GHz mà thôi. Điều này sẽ ảnh hưởng tới những thao tác làm việc trực tiếp của các bạn. Khi các bạn mở file lớn hay là các bạn preview trực tiếp thì nó sẽ không được mượt mà như là những vi xử lý có xung nhịp cao hơn, mặc dù tốc độ render của nó là rất khủng. Nhưng mà nhu cầu của mình chỉ cần một tốc độ render vừa phải thôi. Mình cần phải làm việc với những file lớn, mình cần preview tốt bởi vì mình thường xuyên xử lý về video. Thế nên mình hoàn toàn có thể hy sinh một số lượng nhân nhất định để đánh đổi lấy là xung nhịp cao hơn. Và Xeon Platinum nó không quá phù hợp với mình. Và lúc này mình có thể lựa chọn là một dòng thấp cấp hơn, đấy chính là Xeon Gold. Và chi tiết hơn, đấy chính là mẫu 6136. Tuy là dòng thấp cấp hơn, nó có ít nhân hơn so với cả dòng CPU Xeon Platinum, nhưng mà đổi lại các bạn sẽ có xung nhịp cơ bản khá là cao là 3.0GHz. Khi mình chạy rất nặng thì nó vẫn có thể tua boost lên là 3.6GHz, đơn nhân là 3.7GHz. Nó có thể giúp thao tác vẽ cũng như là xoay góc nhìn của mình khi preview trực tiếp của mình sẽ được mượt mà hơn rất nhiều. Trong quá trình trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy là nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt những phần mềm như là 3D Smart, CAD hay là kể cả như là SolidWorks các thứ thì nó vẫn vẽ hoàn toàn tốt. Và kể cả như là khi mình làm Lumion thì nó vẫn có thể làm được bởi vì xung nhịp của nó đã là trên mức 3.0GHz rồi. Tốc độ render của hai CPU Xeon Gold 6136 này cũng không phải là chậm, bởi vì các bạn đã có tổng là 24 nhân 48 luồng xử lý, nó cộng với cả xung nhịp rất là cao nữa, thế nên tốc độ render của bạn vẫn có thể coi là nhanh. Đúng là nó không thể nào mà nhanh bằng hai con Platinum, nhưng mà so với cả nhu cầu của một người cần xử lý những file lớn đến trung bình của mình thì tốc độ render như thế này đã là rất ổn. Khi nhìn vào thông số của những dòng vi xử lý Xeon, các bạn sẽ có một thắc mắc, đấy chính là tại sao nó có một thông số phần cứng có thể nói là không so được với cả những vi xử lý Intel Core i9 dòng Skylake X, nhưng mà mức giá của nó lại cao hơn rất là nhiều. Thì các bạn hãy nhìn kỹ vào một chút nữa. Ví dụ như mình sẽ so sánh cho các bạn vi xử lý Xeon Gold 6136, so sánh nó trực tiếp với cả một CPU 12 nhân thuộc dòng Skylake X là i9-7920X. Các bạn có thể thấy là xung nhịp của Xeon nó thấp hơn hẳn và những tập lệnh cùng hỗ trợ là y xì như nhau. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút nữa, các bạn sẽ thấy là vi xử lý Xeon Gold 6136 nó hỗ trợ RAM ECC lên đến là 6 kênh, còn i9-7920X nó chỉ có 4 kênh mà thôi. Về dung lượng bộ nhớ RAM thì 6136 cũng nhiều hơn hẳn luôn. Nó hỗ trợ dung lượng RAM tối đa lên tới là 768GB RAM. Nó rất là khủng khiếp. Nó lớn hơn rất nhiều so với cả 128GB ở trên i9-7920X. Ngoài ra những vi xử lý Xeon nó còn có một đặc sản nữa, đấy chính là nó hỗ trợ đa CPU ở trên cùng một mainboard. Điều này thì những dòng vi xử lý Core i, kể cả là Core i của Skylake X cũng không bao giờ có thể làm được. Và chi tiết hơn, ví dụ như là vi xử lý Xeon Gold 6136 ở ngay đằng sau mình đây. Ở đây thì mình đang lắp là 2 CPU thôi, nhưng nó hỗ trợ tối đa lên tới 4 CPU trên một mainboard. Và lúc này các bạn sẽ có 48 nhân và 96 luồng xử lý. Mà trong khi đó xung nhịp của nó rất là cao, lên đến trên 3GHz. Thì
cái này thì nó quá khủng rồi, cái này nó sẽ phụ thuộc vào các bạn có nhiều tiền hay là không. Nhưng mà nhu cầu của mình thì chắc là đua xe ông như thế này là đã rất ngon rồi. Trước khi chuyển qua đánh giá hiệu năng thực tế của bộ PC này, chúng ta sẽ điểm qua một chút về mặt thông số đã. Về CPU chắc chắn sẽ là hai con Xeon Gold 6136 mà nãy giờ mình đang nói tới. Rồi card họa sẽ là Asus ROG Strix GTX 1080 Ti chứ không phải Quadro. Như mọi người hay đồn đoán đấy chính là cứ workstation hay là server thì cứ phải là Quadro đâu nhá. Tuy nhiên với dòng GTX thì với sức mạnh của 1080 Ti nó cũng đã dư để cho các bạn xử lý những tác vụ đồ họa thông thường, ví dụ như là làm phim hay là kể cả các bạn render với cả V-Ray với cả card họa. Bom chủ được sử dụng là Asus Z11PAD8 chuyên dùng cho những bộ PC workstation hay là server. Dung lượng RAM hơi ít so với cả một cấu hình như thế này là 32GB. Nhưng mà đây là RAM ECC, nó có khả năng tự sửa lỗi, nó nhằm hạn chế hiện tượng là crash khi các bạn hoạt động nặng trong thời gian dài. Ổ cứng là Samsung 970 EVO dung lượng 250GB, một trong những con quái vật về tốc độ với những ổ cứng ED NVMe. Chi tiết hơn với những linh kiện khác các bạn có thể nhìn ở ngay trên màn hình. Các bạn hoàn toàn có thể stop video lại để quan sát một cách kỹ hơn. Đầu tiên với bài kiểm tra sức mạnh render của CPU như là Corona, Blender hay là render bằng V-Ray, chúng ta có thể thấy là Xeon Gold 6136 rất mạnh. Nhờ có xung nhịp cao thế nên nó còn mạnh hơn cả E5-2660V4 ở khoản render hình ảnh, mặc dù là nó có ít nhân hơn. Còn i9-7980XE chắc chắn sẽ là không có cửa. Nếu các bạn đang tìm một bộ vi xử lý về để vừa render vừa dựng hình ảnh thì 6136 không hề tệ một chút nào. Ở đây mình không có Xeon Platinum để test trực tiếp luôn cho các bạn xem, nhưng mà chắc chắn thì với Xeon Gold sẽ chậm hơn rất nhiều so với cả Platinum, bởi vì số lượng nhân của dòng Platinum nó là quá là khủng. Thông thường nó sẽ là từ 24 cho tới 28 nhân, thế nên tốc độ render của nó là cực kỳ khủng khiếp. Đối với một người thông thường như mình thì chắc là mình cũng chỉ cần tốc độ đến như thế này thôi. Với đua Xeon Gold 6136 có tổng số lượng nhân là 24 nhân, mình nghĩ nó cũng đã rất là phù hợp với cả những doanh nghiệp có mô hình từ vừa cho đến nhỏ. Nếu mà quá lớn thì mình không nói, nhưng mà từ vừa cho đến nhỏ chỉ cần render những project hay là những dự án vừa vừa thôi thì với 24 nhân thực như thế này thì đã rất là tốt rồi. Với những bạn nào đang làm về kiến trúc trên phần mềm là Lumion và đang phân vân không biết nên lựa chọn vi xử lý Xeon nào cho hợp lý thì đây chính là sự lựa chọn của các bạn. Theo khuyến nghị từ Lumion, các bạn nên sử dụng những vi xử lý xung nhịp cao như là i7-8700K hay là i5-8600K, nó sẽ cho hiệu suất tốt nhất. Nhưng mà với hai vi xử lý này thì khi nó làm 3DS Max thì nó lại không quá hiệu quả bởi vì lượng nhân của nó là hơi ít. Với Xeon Gold 6136 nó có xung nhịp cũng như là độ mượt mà không thể nào mà so được với cả dòng Core i khi làm trên nền Lumion. Nhưng mà nó cũng đã trên mức khuyến nghị của Lumion là trên 3GHz rồi. Xung tua bút đa nhân của con 6136 nó tận 3.6GHz cơ, có thể nói là rất cao so với cả những vi xử lý Xeon. Cá nhân mình đánh giá thì để có một tốc độ render tốt mà làm Lumion chậm một chút thì cũng không sao. Điển hình nhất cho việc lợi thế về xung nhịp cao giữa những dòng vi xử lý Xeon với nhau thì qua bài AutoCAD các bạn có thể thấy ngay ở trên màn hình. Xeon Gold 6136 tuy nó có ít nhân hơn nhưng nó lại có xung nhịp cao hơn hẳn, thế nên là nó sẽ cho điểm số cao hơn so với cả E5-2660V4. Những bạn nào đang vừa làm vẽ với AutoCAD và vừa render ấy, thì nên để ý đến điều này. Không phải cứ càng nhiều nhân sẽ là càng tốt đâu. Nói đây chắc hẳn các bạn cũng đang suy nghĩ một điều là với những phần mềm simulator hay là những phần mềm về kỹ xảo phim ảnh thì i9 nó có hơn so với cả Xeon hay là không, hay là Xeon hơn i9. Thì có một sự thật đáng buồn, đấy chính là với những phần mềm simulator thì i9 nó sẽ xử lý tốt hơn so với cả những viên xử lý Xeon. Nhưng mà như thế này, à đúng rồi, còn cả về kỹ xảo phim ảnh thì i9 nó tốt hơn rất nhiều so với cả Xeon luôn. Nhưng mà đấy chỉ là trên một tác vụ mà thôi. Với Xeon khi các bạn xử lý nhiều dữ liệu một lần hay là các bạn xử lý nhiều lớp dữ liệu một lần thì Xeon cho khả năng xử lý rất là tốt. Bởi vì sao? Xeon có một băng thông rất là rộng, rồi là các bạn sẽ có dung lượng RAM nhiều, thế nên là khi các bạn xử lý đa nhiệm này, các bạn xử lý nhiều lớp dữ liệu một lần thì các bạn sẽ xử lý rất là tốt. Kể cả như là khi mình đang phân tích dữ liệu bằng ANSYS nhá, mình đang xử lý mô phỏng bằng ANSYS nhưng mà mình vẫn vẽ vời bằng SolidWorks, mình có thể chạy một cách mượt mà và hiệu năng ổn định nhờ việc hỗ trợ lên đến kênh RAM 6, thế nên dữ liệu đổ về cũng nhanh hơn so với cả các bạn chỉ chạy kênh 4 mà thôi. Chính vì thiết kế để làm việc với cả nhiều dữ liệu một lần, thế nên những vi xử lý Xeon nó hỗ trợ dung lượng RAM rất lớn và băng thông cũng rất là rộng. Mình có dựng một đoạn video 4K trên bộ PC này và mình cảm nhận là rất tuyệt vời. Tuy là mình cảm nhận là nó không mượt như là những vi xử lý Intel Core i7 mà mình đang sử dụng, điển hình là con 7700K ấy, mình cảm giác là con Xeon này nó không mượt như là con 7700K. Nhưng mà với xung nhịp tối đa là 3.7GHz trên card là GTX 1080 Ti thì nó vẫn rất mượt. Như nhu cầu của mình là chỉ dựng một số video highlight, video review ở trên độ phân giải 4K 60fps thì nó là mình cảm giác nó hơi dư một chút. Về tốc độ render thì khỏi nói rồi, bởi vì nó quá nhanh, nó 24 x 48 luôn.
cùng với cả 3584 nhân CUDA của GTX 1080 Ti nữa. Render video có thể nói là nhanh chóng mặt luôn. Nãy giờ thì mình nói khá là kỹ cũng như là mình nói rất là chi tiết, thế nên các bạn nghe sẽ khá là mệt đấy. Nhưng mà nếu như các bạn đang quan tâm tới những vi xử lý siêu âm hay là các bạn đang sắp sửa mua những vi xử lý siêu âm thì nên quan tâm tới những điều này. Và mình có thể đánh giá ngắn gọn vi xử lý siêu âm Gold 6136 sẽ phù hợp với những người, nó sẽ phù hợp với cả những doanh nghiệp ở mức vừa cho tới nhỏ. Các bạn không cần xử lý những project quá lớn kiểu như tầm như cả mấy cái chung cư ấy thì nó vẫn có thể xử lý tốt. Và với siêu âm Gold 6136 các bạn vừa có khả năng render tốt mà các bạn vừa có khả năng dựng hình thì cực kỳ ngon. Dựng hình của nó là quá ngon so với cả những vi xử lý siêu âm luôn. Và các bạn có lựa chọn viên xử lý siêu âm Gold 6136 này hay không? Và mức giá của nó khoảng tầm 50 triệu một cái. Và hai cái là 100 triệu. Thì các bạn có lựa chọn này hay không? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À mà khoan, về dựng phim ý, trước khi hẹn gặp lại các bạn thì mình nói qua một chút về phim. Đấy chính là với siêu âm Gold 6136 thì nó dựng phim vẫn ổn. Mình đánh giá nó là ổn. Mặc dù nó không bằng những viên xử lý Intel Core i, và mình về dựng phim mình thích Core i9 hơn. Còn siêu âm Gold thì dựng phim nó ở mức trung bình mà thôi. Còn siêu âm Gold 6136 thì như lúc nãy mình nói, nó dành cho vừa render vừa dựng hình ảnh. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn rồi đấy.